Xin chào tất cả các bạn. Mình ở bên tiệm mèo Ten các bạn nha. Hôm nay thì mình gọi sẽ gửi một bé mèo đi về dưới Hưng Yên các bạn nha. Đây ạ. Đây là bé mèo hôm nay là mình sẽ gửi đến các bạn nha. Bi color màu blue ạ. Bé rất là xinh nhá. Mặt cân, mũi hồng. Rất là ngoan và cuốn người các bạn ạ. Yêu lắm đây này. Về đấy ăn khỏe, chơi khỏe nha các bạn nha. Đây. Về dưới Hưng Yên thì đi cũng khá gần nên là mình đã chuẩn bị sẵn hộp cắt tông rồi. Mình sẽ cho bé vào hộp cắt tông này. Đấy, khi mà vào hộp cắt tông thì chắc mình sẽ đục lỗ thôi. Đây. Đấy. Đây, mình sẽ cho bé vào hộp cắt tông các bạn nhé. Nào, chào mọi người con đi về Hưng Yên đây. Ok, nào đi vào đây nha. Về Hưng Yên nó chỉ khoảng tầm 40 cây thôi, cũng khá là gần các bạn nhé. Mình thì ship mèo toàn quốc cho nên là gần xa thì mình đều ship được hết. Nó cứ phải đảm bảo sức khỏe là mình mới ship các bạn ạ. Về nha các nha. Bây giờ là mình đang chuẩn bị để gửi bé các bạn nhá. Nữa là có xe đón rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu dán lại. Các bạn yên tâm là mèo đảm bảo sức khỏe thì mình mới gửi nha. Đấy, và gửi xe tin tưởng được thì mình cũng mới dám gửi. Ok. Và các bạn nhớ phải đục lỗ cho bé nhé. Nhớ phải đục lỗ các bạn. Bởi vì để lấy không khí để thở đó. Không thì nó sẽ rất là bí và rất là ngạt. Đây, mình sẽ đục lỗ xung quanh tất cả các góc như các bạn nhé. Đấy, tất cả các góc này mình sẽ đều đục lỗ hết bạn nhé, bốn góc luôn. Sán thêm một cái này cho chắc chắn các bạn. Và sẽ có sổ tiêm và cần câu mèo các bạn nhé. Mình sẽ tặng sổ tiêm. Mình tặng cần câu mèo cho bé vì đó chơi. Và sổ tiêm thì bé đã tiêm một mũi rồi. Mình sẽ chuyển về đó. Các bạn tiếp theo thì tiêm mũi 2 cũng là lịch tẩy run của bé. Này. Hôm nay thì mình sẽ dán lên trên luôn. Thế là xong các bạn nhé. Là mình chỉ đợi khoảng tầm 5-10 phút các xe đến là mình sẽ gửi xe đi thôi. Đấy. Cảm ơn các bạn đã xem video này của mình nha. Mình đã xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Xin chào tất cả mọi người.